Một lần nữa thì kính chúc tất cả các anh chị em những ngày đầu xuân, bây giờ vẫn còn là tháng giêng, thì Việt Nam mình tháng giêng là tháng của mùa xuân, của Tết Nguyên Đán. Chúng ta vẫn còn có những giây phút và chúc chúc Tết cho nhau. Nhưng gửi đến đồng bào và tất cả các anh chị em ở Việt Nam những lời chia sẻ rất là chân thật của An Nhiên gửi đến cho các cô chú anh chị em ở vùng sâu vùng xa không nắm bắt thông tin nhiều về xã hội Mỹ, về cuộc sống của Mỹ, về những cái hiện thực xảy ra ở nước Mỹ, để mà mình nhìn lại đất nước Việt Nam mình với những cái cách nhìn thân thiện hơn, thực tế hơn, rồi mình không có bị vướng phải những cái sự so sánh sai lầm dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng cho chính bản thân mình. Đó là cái lời chân thật mà An Nhiên luôn luôn, cho dù bận công việc cỡ nào, chỉ có năm vừa rồi là Nhiên bị bệnh cho nên là ít tương tác ở mạng xã hội. Nhưng mà những lúc mà Nhiên sức khỏe ổn định thì Nhiên cũng luôn muốn cống hiến cho xã hội Việt Nam mình, cho mạng xã hội của mình, cho cộng đồng người Việt mình những cái chân lý thật sự để mà kéo kéo các em, các anh chị em, cô chú về lại với cái cuộc sống mái ấm thật sự của mình, để mà tương lai của mình không bị những kẻ ở bên này làm chết đi một tương lai của cả một gia đình mình. Đó là điều mà An Nhiên mong muốn nhất. Hồi nãy vô tình thì An Nhiên vô trong đấu trường và An Nhiên thấy vài bạn nhắc đến cái tên của nhà đấu tranh dân chủ, tên là Lâm Ngân Mai. Thì thật sự có quá nhiều nhà đấu tranh mang cái mác là đấu tranh dân chủ, đấu tranh cho tập thể này nọ, nhưng mà họ sau khi họ thụ án ở Việt Nam mình rồi, họ được đi ra ngoài những cái nước tư bản khác sinh sống theo cái diện mà tù nhân lương tâm, thì cái mác của họ khi mà họ rời khỏi nước Việt Nam rồi là họ chỉ có lo cái cuộc sống mưu sinh của họ hàng ngày. Đó, giống như những cái live trước An Nhiên đã nói tới vài dân chủ cùi như Trần Thị Nghe, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, rồi Điếu Cày, vân vân và vân vân. Thì ngày hôm nay An Nhiên sẽ nói về cái nhân vật Lâm Ngân Mai. Lâm Ngân Mai. Nhân vật này thì An Nhiên thật ra không có tìm hiểu nhiều lắm, nhưng mà An Nhiên chỉ mới coi tường vài ba cái yếu điểm, vài ba cái clip. Thì An Nhiên thấy Lâm Ngân Mai dùng cái từ là Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị. Thì Nhiên không có cái đồng ý cái từ này thốt ra từ cái cửa miệng của nhà đấu tranh cho chính bản thân mình, chứ không phải là đấu tranh cho tập thể. Bọn họ chỉ đội lốt là đấu tranh cho tập thể, nhưng mà khi mà cuối cùng ra là họ đấu tranh cho chính bản thân của họ, ích kỷ cá nhân để được đi ra ngoài, đè ra nước ngoài, và họ nghĩ là họ hưởng phước, họ hưởng được cái cuộc sống sung túc. Nhưng mà cuối cùng họ phải cày, họ đi làm, họ cày cả ngày bằng giọt mồ hôi của họ để có được cái cuộc sống mà yên ổn. Nó họ cho đó là cái sự như Lâm Ngân Mai nói, đó là cái sự gọi là may mắn với cô ta. Thế thì khi mà cô ta ở Việt Nam, nếu như cô ta cũng lao động cái kiểu như vậy thì cô ta vẫn có được những gì cô ta muốn, đúng không các anh chị em? Nhưng tiếc là những cái thành phần này á, khi còn ở Việt Nam á, thì lười biếng lao động. Thứ nhất là lười biếng lao động, thứ hai là ỷ y vào tài sản của gia đình. Rồi á, đầu óc á, thì cứ cứ nghĩ tới những cái thiên đường ở nước ngoài, mơ ước được đi qua đó. Đó.
Cho nên đó là khi còn ở trong nước, họ không có chịu nỗ lực cá nhân để họ làm. Đó. Bây giờ đi qua nước ngoài, đi qua bên Mỹ, Canada hay bất kỳ một cái quốc gia nào, không làm thì làm sao có ăn, không làm sao có tiền để mà trang trải, để mua những cái vật chất trong cái cuộc sống của mình. Đương nhiên đi qua tới bên này rồi là phải đi làm. Đi làm cả ngày, đi làm đầu tắt mặt tối mới có thể mua được những cái đồ mà họ đang sử dụng, những cái vật chất mà họ đang có, họ phải lao động. Vậy thì khi còn ở Việt Nam tại sao không chịu lao động, rồi lại than thở, rồi lại muốn bắt đảng và nhà nước nuôi? Đó là một thanh niên có tay có chân có sức khỏe là không chịu đi làm, lại muốn ngồi không hưởng lợi, rồi trách cứ nhà nước, trách cứ gia đình, trách cứ xã hội và trách cứ bản thân. Nhưng mà những thành phần này phải nên trách cho bản thân của mình trước. Bản thân mình ngu dốt, bản thân mình lười biếng, bản thân mình bất tài vô dụng. Bây giờ qua bên nước sở tại cũng phải đi làm. Đó, họ có được những cái vật chất họ đang có, họ nói là đó là sự may mắn. Nhưng mà họ họ ngu dốt đến mức độ là họ không nghĩ là đó là cái sự nỗ lực lao động của họ hiện tại họ mới có được. Đúng không các anh chị? Cái hai cái từ cai trị là như thế nào? Cai trị là cái nhóm người đó họ bắt bạn phải lao động trong cái khuôn phép khuôn khổ của họ. Bạn ra 10, bạn làm được 10 đồng phải nộp cho họ hết 8 đồng, 7 đồng. Đó, còn 2 đồng để cho bạn ăn nắm xôi, đó, ăn miếng cháo mà thôi. Đó, cái đó mới gọi là cai trị. Rồi bạn lao động, bạn lười biếng lao động, bạn bạn chỉ cần ngưng nghỉ là họ sẽ đánh đập bạn. Cái đó mới là gọi là cai trị. Ở đây có vài có vài anh chị em đang xem live của An Nhiên. Có ai phát biểu giùm An Nhiên là các anh chị em có bị nằm trong cái cảnh giống như An Nhiên mới nói không? Không đi làm á, ngưng làm một cái là sẽ bị đánh đập. Rồi, không đi làm á, nó không có nộp thuế là sẽ bị đánh đập. Có không? Có ai là bị nằm trong trường hợp đó hay không mà chúng dùng cái từ cai trị? Bản thân của những kẻ đó khi còn ở Việt Nam có bao giờ bị chính quyền Việt Nam đánh hay không? Hả? Mà chúng dám dùng cái từ cai trị. Dùng cái từ đó nó không đúng sự thật, đó là một cái sự xuyên tạc. An Nhiên chưa bao giờ thấy bất kỳ một người dân nào ở Việt Nam lại bị đánh đập vô cớ. Mà An Nhiên ngược lại, An Nhiên còn thấy dân ở Việt Nam mới ngủ đến 1-2 giờ trưa. Trời ơi, có nhiều người hả, họ sống phay phay. Đó, họ làm 10 đồng, họ đi xài cho hết 10 đồng đó rồi họ mới đi làm nữa. Đâu có ai mà bóp cổ họ lấy tiền đâu. Cho nên cái bọn này dùng hai cái từ cai trị là bọn này xuyên tạc. Ừ. Các anh chị em vào trong tường của cái con Lâm Ngân Mai. An Nhiên mới mới thật sự mới biết nó đây thôi. Và An Nhiên có vào và An Nhiên nghe cũng là thuộc về những người ở giáo dân á các anh chị. Đó, bên đạo Thiên Chúa giáo luôn đó. Thì nó khi An Nhiên thấy ở ngoài đấu trường chụp cái hình của ả ta trong những cái status mà cô ta ghi là nhớ nhà nhưng mà không còn nhà để về. Cái đó là mình phải tự nhìn lại cái việc làm của mình, đúng không? Nhà của mình thì mình không dám về, đó là do lỗi của mình. Bao nhiêu triệu người Việt Nam ở bên này, người ta về lại quê hương, người ta chơi, nhà cửa vẫn còn đó. Không, những người mà qua nước ngoài sinh sống, người ta làm ăn chân chính, người ta về Việt Nam. Một năm á, trước dịch Covid xảy ra á, ngày xưa đó,
mỗi năm hoặc là mỗi ngày luôn, không phải mỗi năm nữa. Sân bay Tân Sơn Nhất đón bao nhiêu người, bao nhiêu ngàn người về Việt Nam, họ nhập cư về Việt Nam, họ về Việt Nam để mà thăm gia đình đó. Họ vẫn họ những người đó về tới Việt Nam họ có nhà, họ sống cái cuộc sống rất là tự do tự tại, đúng không? Họ về Việt Nam họ chơi 2 3 tháng, họ họ dùng tiền tích lũy của họ, họ chơi 2 3 tháng rồi họ về lại nước ngoài họ làm, họ kiếm tiền. Lâm Văn Mai á, Lâm Ngân Mai mới làm một cái clip nói là đến bao giờ thì ở Việt Nam mới hết cái cảnh là những người bên này gửi tiền về đó, của các vị gửi tiền về cho gia đình các vị, chứ các vị đâu có gửi tiền về cho Đảng Cộng sản Việt Nam đâu, các vị không có gửi tiền về cho chính phủ Việt Nam. Vì sao các vị gửi tiền về cho gia đình các vị? Là tại vì gia đình các vị cũng lười biếng giống như các vị, cũng là những cái loại sâu bọ lười lao động, cho nên để con cái của mình phải bán thân nơi xứ người rồi gửi tiền về. Chứ gia đình của các bạn cũng đi làm giống như các bạn thì làm sao các bạn có cái cảnh mà phải gửi tiền về cho gia đình, đúng không? Giống như An Nhiên nè, An Nhiên đâu có còn cái cảnh mà gửi tiền về cho gia đình đâu. Ngày xưa Nhiên mới qua Mỹ vài năm rồi đưa mẹ về Việt Nam, lúc đó mẹ già rồi. Như mẹ của An Nhiên năm nay tám mấy tuổi mà Nhiên cũng không còn gửi cái cảnh gửi tiền về cho mẹ nữa. Tại vì sao? Tại vì tiền mẹ tích lũy, mẹ gửi trong ngân hàng, mẹ có được những cái khoản tiền để dành nhất định rồi, mẹ không cần tiền của An Nhiên nữa. Nhưng mà cái lòng hiếu thảo của mình thì mình vẫn gửi cho họ, lâu lâu mình thỉnh thoảng mình gửi gửi gọi là quà cho mẹ, chứ mẹ cũng không cần. Mà ngược lại mẹ còn hỏi, nếu như con bệnh con đau ở bên nước ngoài á, con bệnh con đau á, mẹ cũng sẽ gửi tiền qua cho mình. Nhưng mà mẹ biết là mình kinh tế của mình rất là vững vàng, đúng không? Thì tại vì gia đình các vị ở Việt Nam nằm nguyên cả gia đình đợi đợi bạn bên bạn sống ở Mỹ, bạn đi làm, bạn phải gửi về nuôi cả gia đình, là bạn đang tiếp tay cho gia đình của bạn sống theo cái kiểu mà lười nhác lao động, không có ích cho xã hội. Chứ đâu có phải là chính phủ Việt Nam bắt bạn phải đi nước ngoài rồi bạn phải gửi tiền về cho gia đình. Hỏi một câu quá ngu. Hỏi một câu đó thì mình phải tự trách cái gia đình của mình kìa. Đúng rồi, bọn nó đâu có gửi tiền về cho chính phủ đâu có bắt họ gửi về. Họ gửi cho gia đình họ mà. Đúng không? Các vị động não một tí xíu đi, các vị không có gửi cho chính phủ Việt Nam, các vị không gửi cho đồng bào Việt Nam, mà các vị đang gửi cho người thân của các vị, và các vị tiếp tay cho người thân của các vị sống bằng cái cuộc sống lười nhác lao động, ỷ y vào cái sức mồ hôi của các vị. Và gia đình của các vị á là đang có cái tư tưởng giống như là bán con ra nước ngoài để mà ngồi hưởng lợi. Cái đó mình phải tự trách cái bản thân của mình vô phước sanh ra trong một cái gia đình giống như vậy. Chứ bạn đừng bây giờ mà bạn trách là chính phủ nhà nước Việt Nam, đúng không? Mình vô phước mình mới có được những người cha, những người mẹ bán con ra nước ngoài cái kiểu như vậy. Chứ một người cha, một người mẹ yêu thương con cái, họ sẽ không bao giờ mà họ để cho con cái mình đi ra nước ngoài rồi á hả, bắt bắt con cái mình phải làm, gửi tiền về nuôi 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 mình rồi nuôi anh chị của nó như vậy. Cái đó là gia đình của bạn chứ không phải là bạn gửi cho chính phủ Việt Nam, cho nên bạn đừng có nói cái câu đó, đúng không? Lâm Ngân Mai đó, tôi thấy cô ra tới nước ngoài rồi ra mà cô vẫn chưa sáng mắt ra với những cái cuộc sống hiện tại của cô còn trách đảng và nhà nước. Cô nói là đến bao giờ Việt Nam mới hết cái cảnh mà người thân ở nước ngoài gửi tiền về, kiều bào nước ngoài gửi tiền về là cho gia đình của chính gia đình của các bạn, chứ không phải gửi về để xây dựng quê hương. Xây dựng quê hương là các bạn gửi vô cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kìa, các bạn gửi vô trong chính phủ của Việt Nam, cái đó mới gọi là xây dựng việc cho quê hương, cái đó là bạn đóng góp, đúng không?
thì bạn mới được to còi, to mồm của bạn lên. Còn đằng này bạn gửi về cho người thân của bạn, bạn đang á hả cổ xí cho người thân của bạn trở thành một cái con sâu bọ trong xã hội. Mà bạn dùng những cái từ rất là khốn nạn. Đảng Cộng sản cai trị cái gì? Bạn có hiểu cái từ cai trị là gì không, Lâm Ngân Mai? Những nhà mà gọi là chính trị gia, những nhà đấu tranh cho bản thân chứ không phải là đấu tranh cho tập thể. Hả? Các người có hiểu cái từ cai trị là cái gì không? Giống như các người qua bên này nè. Ở bên này thì Nhiên cũng không có dùng từ cai trị. Đi làm đóng thuế, không đóng thuế là bị bắt. Còn ở Việt Nam không có. Nhiên nói thật nha, thực tế ở Việt Nam xảy ra luôn. Có rất là nhiều hộ kinh doanh đó, rồi một năm á, đóng thuế vài trăm ngàn Việt Nam thôi, mà họ cũng xù thuế Việt Nam nữa kìa. Xù thuế của sở thuế của Việt Nam nữa, mà cũng chẳng có bị gì cả. Đúng không? Mỗi năm á, mỗi năm đóng 300-400 ngàn tiền thuế môn bài kinh doanh. Đúng không? Thích thì đóng, không thích không đóng. Cũng đâu có làm đâu, đâu có làm đâu, ai làm gì họ được đâu. Đó. Còn ở bên này á, tôi cá các bạn không đóng thuế luôn đó. Các bạn đi làm, chủ sẽ là người lấy cái số an sinh xã hội của các bạn trước, rồi mới trả tiền lương của các bạn. Thì số an sinh xã hội và số bằng lái của các bạn chủ đã có rồi. Nên bạn làm bao nhiêu là người chủ biết và người chủ khai thuế gửi lên cho sở thuế hết. Bạn không thể nào mà bạn trốn được. Nếu như bạn không đi khai thuế thì cái số tiền bạn làm ra, sở thuế của chính phủ Mỹ họ sẽ tự tính tiền cho bạn luôn. Không có khấu trừ những cái khoản mà bạn sử dụng, bạn sử dụng cho công việc của bạn. Nếu như mà bạn không chịu khai thuế thì họ sẽ chiếu theo cái income của bạn và họ đánh thuế bạn ngay lúc đó luôn. 15%, 20%, 30%, 35% tùy theo mức income. Rồi họ để đó trong 2 năm, 3 năm bạn không trả tiền lời chồng lên. An nhiên ví dụ như cái số tiền của bạn làm bạn phải trả lại cho sở thuế là 3.000, 4.000 đi. Mà bạn không trả thì mỗi tháng cái tiền lời của nó sẽ 3.000 nhân lên cho 30%, 29.9% nhân lên. Rồi tới là thành 3.000 mấy. Rồi tháng sau nữa dùng 3.000 mấy đó nhân cho mấy chục phần trăm đó. Cứ nhân lên mà tụi nó đợi. Để cho 5 năm sau số tiền lên rất là khủng. Lúc đó lại nó còng bạn luôn. Các bạn không có trốn thuế được đâu. Mà sống ở xứ tư bản này mình còn không dám dùng hai từ cai trị nữa quý vị. Mà rõ ràng á, rõ ràng là họ bóc lột thuế mình đó, mà không dám dùng từ cai trị nữa. Còn ở Việt Nam có được có bị như vậy không mà quý vị dám dùng hai cái từ cai trị xuyên tạc quá đáng. Tự nhiên một lần nữa thì xin mến chào lại tất cả các anh chị em nha. Đó. Thì chủ đề ngày hôm nay An Nhiên chỉ muốn phân tích hai cái từ cai trị mà bọn chống phá đất nước Việt Nam mình hay dùng cho Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng ta. Đó, tại vì bọn chúng cố tình xuyên tạc, bọn chúng cố tình diễn giải. Đó, cho nên là bọn chúng hay nhét chữ vào mồm và dùng cái từ cai trị đó, nó không có đúng cho cái bối cảnh của đất nước của mình, của cái cuộc sống của mình và cái cách mà đảng của chúng ta đang đảng cộng sản của chúng ta đang lãnh đạo. Đó, lãnh đạo một cái tập thể của người dân để đưa họ tiến lên, đưa cho cái cuộc sống của họ mỗi ngày một phát triển hơn và họ sống cái cuộc sống rất là độc lập tự do. Đó, họ không có bị sự ràng buộc nào cả. Trừ khi họ không có vi phạm đó, họ đừng có vi phạm vào những cái mà luật lệ đó, gọi là luật lệ pháp trị của đất nước đưa ra, thì cái cuộc sống của họ không bao giờ bị gò bó hay là bị
mất tự do nào cả. Mỗi đất nước, mỗi quốc gia họ sẽ có pháp trị riêng. Và chúng ta khi sống hoặc là khi đến một quốc gia nào đó, chúng ta tuân theo luật pháp của họ, thì chúng ta sẽ không bao giờ bị vướng vào những cái dòng lao lý. Nó chúng ta sẽ không bao giờ bị họ dắt mũi. Tại vì khi bạn muốn đến Singapore hay là bạn muốn đến Thái Lan để mà thăm viếng, thì bạn nên tìm hiểu qua những người mà hướng dẫn viên du lịch để mà họ tư vấn cho các bạn về luật pháp ở bên đó như thế nào, cái chỗ nào mà bạn có thể đến được và chỗ nào bạn không đến được, nơi nào nguy hiểm, nơi nào không nguy hiểm. Thì chúng ta sống ở đâu, chúng ta cũng cần phải tìm hiểu luật pháp ở nước đó để chúng ta khỏi bị dướng vào cái sự lao lý. Đó. Các bạn có thấy không? Ở Việt Nam á, đó những người Việt kiều Mỹ, người ta về Việt Nam, người ta bận áo áo mà có in lá cờ Mỹ, người ta đi thoải mái, người ta đâu có bị gì đâu. Đúng không? Vậy thì hà cớ gì ở bên này bận một cái áo đỏ sao vàng thì bọn họ chửi mình, bọn họ tẩy chay mình, bọn họ làm những cái việc á hả xấu xa với mình. Vậy thì tự do không? An nhiên thách đố các nhà mà đấu tranh dân chủ, chính trị, tù nhân chính trị này nọ đó. Bây giờ các vị nói các vị qua được nước tự do, các vị được thoải mái đúng không? Vậy thì làm cái bài toán thử cho An Nhiên đi. Đúng không? Các vị nói là quê hương của các vị là ở Việt Nam đúng không? Quê hương là Việt Nam đúng không? Các vị nói đấu tranh cho quê hương là Việt Nam. Đúng không? Bây giờ các vị thử bận một cái áo cờ đỏ sao vàng của Việt Nam á, đi ra ngoài cộng đồng có thử. Lát nữa mặt có bị máu không không? Hay là có bị bọn họ chửi sỉ vả nhổ nước miếng vô mặt không? Vậy thì coi thử có tự do không? Đó. Còn những người Việt kiều Mỹ đó, người ta về Việt Nam đó, người ta mặc áo USA, cái áo mà có cái chữ USA á, USA đó, người ta mặc áo có kích. Vậy thì kêu Việt Nam không có tự do, xuyên tạc chưa? Sao rồi, coi like An Nhiên đừng có báo cáo, đúng không? Nhiên á, là hay nói thật lắm. An Nhiên, tại vì An Nhiên sống tại Mỹ, An Nhiên biết á, cái cuộc sống của Mỹ như thế nào, cái pháp luật của Mỹ như thế nào, và cái khuôn khổ của người Mỹ như thế nào, và những kẻ chống cộng á, đối xử với đồng bào mình như thế nào, Mỹ dân như thế nào, nó xạo nó láo như thế nào. Nên An Nhiên lên trên này, An Nhiên nói ra đó, để cho các bạn biết, các bạn tránh né họ ra. Chứ các bạn qua bên này á, các bạn chống phá đất nước Việt Nam xong, các bạn qua bên này á, các bạn dùng cái những cái mà họ mị dân á, những cái mà họ dắt mũi các bạn á, các bạn sử dụng á, là các bạn chết với họ đó, đúng không? Đó, đã lỡ nghe theo cái bánh vẽ của nó rồi, của cái bọn ở bên này rồi đó, thì qua bên này phải hỏi: dạ thưa anh chị, em nói chuyện như thế nào mới đúng với lại anh chị cô chú đó, cho kêu họ viết ra giống như là bao nhiêu nội quy á, của họ đó, rồi phải sống cả cuộc đời của mình thực hiện theo cái nội quy đó đó thì mới yên thân. Còn không á hả, lại sử dụng những cái bánh vẽ đó, mình dùng cái bánh vẽ đó để trong cái cuộc sống của quý vị á, là quý vị sống không yên đâu nha. Nhưng nói thật đó. Bây giờ tụi nó vẽ cho các anh chị đúng không? Ơi, tụi nó nói ở Việt Nam không có được tự do ngôn luận phải không? Đó, qua bên này nó thoải mái, qua bên này xả rác thoải mái, ở Việt Nam mà cái này cái kia. Qua này đi, xả rác đi thì biết. Đúng không? Ngồi trong cái cộng đồng mà gác chân lên trên ghế đi rồi sẽ biết. Cho nên còn ở Việt Nam á, mà không biết trân quý, không biết trân trọng, đi nói xạo, nói láo, xuyên tạc, nói sai sự thật như vậy đó, thì qua bên này thế nào cũng bị quả báo. Qua bên này sẽ ngậm ngậm cái cái
cái trái đắng mà hả, mà cả cuộc đời quý vị, cả cuộc đời của quý vị sẽ bị cái cảm giác ức chế đó theo mãi thôi. Bạn biết bằng lòng, bạn bạn biết cội nguồn của bạn. Khi bạn thành danh, bạn có tiền, bạn đi ra nước ngoài, bạn bạn du lịch đó, người ta cũng kính trọng bạn, người ta cũng kính nể bạn. Bạn làm việc, bạn có tiền thì bạn đi bất kỳ nước nào, quốc gia nào trên thế giới đều được cả. Và bạn đi tới đâu, người ta đều kính trọng bạn tới đó. Chứ nếu như mà bạn nhìn đến một cái quốc gia nào đó, rồi bạn lại nói xấu xuyên tạc đất nước mình, rồi để cho bạn được được có mặt tại quốc gia đó, thì cuộc đời của bạn vứt bỏ thôi. Tại vì lúc đó nó đã làm cho con người của bạn trở thành dối trá, trở thành lưu manh, đúng không? Thì khi bạn dối trá, bạn lưu manh thì bạn đến một đất nước khác, người dân của họ cũng khinh thường bạn, tại vì người ta không thích giao lưu với những kẻ dối trá lưu manh, người ta không thích giao lưu với những kẻ mà không biết nhà mình ở đâu, có nhà mà không về được đó. Giống như lời bộc bạch của cái con dân, cái con mà Lâm Ngân Mai đó, nó bộc bạch trên tường của nó xong xuôi rồi hả, nó lại làm clip nó nói tầm bậy về về Đảng Cộng sản Việt Nam mình. Nó còn An Nhiên nhấn mạnh thêm một lần nữa là các bạn gửi tiền về á, là gửi cho chính người thân của các bạn, đúng không? Nên nó cái thành phần nào mà dám nói là hả Việt Nam phát triển hay là cái gì đó là do họ nuôi rồi họ gửi về để xây dựng đất nước, dùng cái từ kêu xây dựng đất nước không đúng nha. Đó, các bạn đang đang cổ xí cho người thân của mình lười nhác lao động, giống như cái tư tưởng của các bạn đó. Cho nên các bạn gửi tiền về cho người thân chứ không phải gửi tiền về cho chính phủ, đúng chưa? Nên là các bạn kêu là khi nào mà Việt Nam thoát khỏi cái cảnh mà những người đi lao động, hợp tác lao động gửi tiền về thì cái đó mới được tự do. Tư tưởng của các bạn quá là gọi là làm sao, dùng từ ngu thì cũng tội nghiệp đúng không, nhưng mà không dùng á thì không biết chừng nào mới thông não được nữa. Đó, Lâm Ngân Mai, nhà đấu tranh chính trị cùng với lại Trần Thị Nga, rồi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, những người phụ nữ đó, những người phụ nữ nhiên 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 gọi nhiên nhiên nêu những nêu tên những người phụ nữ trước đi ha. Đó, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Lâm Ngân Mai, Bùi Kim Thành, rồi ai nữa, ai nữa các anh chị, nhắc giùm An Nhiên luôn đó, như nhắn nhủ đến phụ nữ, những người phụ nữ đấu tranh chính trị. Phụ nữ ơi, các vị, thanh xuân mình ngắn lắm, thanh xuân như một tách chè, mãi lo chống cộng hết bà thanh xuân. Thanh xuân của phụ nữ ngắn lắm các vị, cho nên á phải biết thương bản thân của mình. Dạ đúng rồi, Trần Thị Nga đó chị Bích Liên đó. Lâm Ngân Mai, Lâm Ngân Mai là cái tên này, thật sự An Nhiên mới biết thôi. An Nhiên mới biết và An Nhiên vô trong tường của nó và An Nhiên thấy nó ghi những cái từ giống như các anh chị em ở ngoài đấu trường á chia sẻ cái status là nó ghi là nó nhớ nhà nhưng mà không còn nhà để về. Không còn nhà để về là tại sao? Tại vì bản thân của mình có nhà mà mình không về được, do mình phạm lỗi quá nhiều với lại gia đình mình. Đó, phân tích cái từ cai trị, nó nói là khi nào mà Việt Nam mình không còn cái cảnh gửi tiền về những người mà đi hợp tác lao động, rồi những người đi nước ngoài gửi tiền về nữa thì mới được. Đó, nó nói là Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị người dân, là nên nên An Nhiên mới phản biện và phân tích cái từ cai trị, đúng không? Các anh chị em thấy 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 mình có cảm thấy là không biết là các phụ nữ, các người phụ nữ đi qua được bên này rồi đó,
Rồi bây giờ đi làm đầu tắt mặt tối lo cho cái cuộc sống của mình á, mình có thấy thanh xuân mình ngắn không? Sống cuộc sống vậy nó có ý nghĩa không? Đúng chưa? Đó, rồi bây giờ kêu là không còn nhà để về. Việt Nam đâu 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 có bỏ các bạn đâu, gia đình các bạn đâu bỏ các bạn đâu. Đúng không? Cảm ơn cả nhà. Chào tạm biệt, hẹn lại những cái livestream khác nha. Bye bye.